Bố con đau ở đâu không? Thế bây giờ gặp được cụ Chín chưa? Thế đã gặp được cụ Chín chưa? Còn lớn cũng được thuốc đâu bố, thuốc nhiều thế, còn hút thì cụ dưới đây làm nghề đông y. Có khuyên giải cái gì không, các em phải như nào, các cháu phải như nào, các con phải nào đó chứ có cái gì mà bố về đây mà bố về quan gì không vàng cái này bố còn cái gì mà bố chưa ai làm hình như lâu nay đang chưa mải cái công việc thì làm ăn ở đâu sao chứ. Có cái gì đấy thì bố phải cũng phải nói với mẹ con bên này, nói với anh em con. Không, bây giờ cái chốt là như này, định ra mộ của ông một chút xíu nữa là ra. Thế thì ông cho ý kiến cái cần phải ra ngoài đấy không? Làm như nào không, hay cần ra không, hay như nào đấy? Có phải ra đây xác định được rõ ràng là cần phải khoanh vùng như thế nào để con cái của nào? Ngài cho ý kiến không? Không, nhưng mà phải chỉ được. Bây giờ đang quy định là như thế này, nhưng ai nó không đúng như sao? Hiện tại là chưa tháo, nhưng mà bây giờ tháo rồi tháo thế nào, tháo mang rộng ra như thế nào mới là quan trọng. Vậy ông chỉ cho cách tháo như nào để con cháu còn chuẩn bị cho ông. Bây giờ bảo thì coi như là mẹ con với anh em con biết được cái thầy sơn thế mới biết được, chỉ tìm được một ít thuốc thôi, một ít rượu thôi. Nhưng bây giờ pha chè nữa. Đang chỉ cái đường sao? Đang chỉ đấy. Chú ý này, đúng hướng nha, đúng chuẩn ý tưởng của các con, rộng trên này 2.5m, 2.5m. Có gì có cần bút giấy không? Là đem cái bờ vuông lên đây, đây là bố đang nạp đây à? Con mở rộng từ đó lên đây 2.5m, mở rộng sang bên tay phải và kéo vuông đây để một phần bên này tương đương với phần của bố. Đây nó là như này. Đây, bố đang đây. Nhưng mà cái phần của người ta là như này. Giấy bút đi, phải có giấy trắng bút. Mở bút ra. Chạy to. Tức là dưới này là sát rồi. Thế này sao lại phải sát à? Có bố ơi, nhưng mà ví dụ mà bên cạnh nó có các cái bộ khác thì mình thôi nhé. Thế còn
Bơi lấy cái giấy kia rồi, rồi. Lấy giấy này rồi. Nhưng bây giờ con hỏi bố là ví dụ người ta chót xây rồi thì làm sao mà người ta chót xây sát mình hoặc người ta hỏi mình không không đất sông nước sông không phạm vào nước giếng thì làm sao mình cứ thế cho nó thoải mái đúng không? Thôi hỏi nhanh nhé, hỏi nhanh nhé, đừng đừng để lâu. Ông vẽ cái ý định của ông đi. Sao tự dưng lại chéo vào đây nhỉ? Phía đầu mộ ông là ở đâu? Ông chỉ đi. Và rồi. Rồi hiểu rồi. Thế ở bên kia là con đường đi rồi gì nữa? Phải không ông? Bên 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 chéo chéo ấy. Mở rộng ra như này, kéo ra đây vuông lên được không? Được. Cho vuông hẳn đi. Cố gắng vuông, vuông đẹp hơn. Thì bởi vì bọn con thấy nó tự nhiên nó cắt xén như kia bọn con xin. Tức là ông sợ có một người nào đấy à? Ông sợ vướng à. Ngoài. Đấy thế là tốt rồi. Thế bao giờ xây hả ông? Tháng mấy? Tháng mấy âm lịch năm nay? 11, đúng rồi, chuẩn. 11 chuẩn. Ngày xưa thầy thầy ạ. Ngày xưa này, ngày xưa ông con cũng biết thầy. Ông bấm mà, ông bấm không? Bấm rất không? Ông cứ bấm này là chuẩn đó. Ngày xưa thì dạy con không kịp trước thì phòng. Thôi được rồi. Thế hôm nay về với ông thì có phải là có bà cô tổ hay là cậu Mạnh không? Nhiều lắm. Thế ông chỉ đi, ông chỉ mộ đi xong rồi là cho gặp bà cô đi. Thế ông đã nói chuyện gì đâu? Chứ bây giờ ông nói bố về bố nói gì mẹ con không? Bao nhiêu ngày rồi bố về xong bố chả nói gì mẹ con? Mẹ con tủi thân chết, sao bố cứ thế? Ngày xưa hình như ông cũng gia trưởng hay sao ấy nhỉ? Ông cũng gia trưởng, ông chỉ có tí thôi. Ừ, nhưng mà bây giờ chỉ có lưng lên thằng ấy rượu. Ông có rượu chứ con có rượu đâu có đúng không? Mày còn bố tí này hả? Thế ông không gọi người tình trăm năm của ông đến gần à? Bà ra chào ông đi. Bà ra chào đi, bà ngồi bên cạnh đi. Nhẹ nhàng.
chủ tỷ. Tình yêu thế. Thế là tình yêu. Bố mình cái tình yêu, mẹ mình bao giờ nhẹ nhàng một cái chẳng nghe. Nhưng mà thống nhất dặn làm trưởng cái gì thì cứ nói rõ ràng là cái gì không thằng. Cần cái gì nhất. Ông dặn làm trưởng, ông dặn cái thằng nó. Ông ơi, chứ cái khu lăng mộ đấy để ông con nói chuyện với anh. Lăng mộ trong khu lăng tâm sưng với bà thì đi ngồi cái mộ này này không được rộng nhiều thế không rộng cái gì. Ui trời ơi, tay đã đưa ngay được. Cụ đúng nè. Hút thuốc này chết giả. Hôm nay hút thuốc nhẹ mà không? Tôi làm 3 người. Hút thuốc hai. Đó tóm lại đánh đúng tâm lý đấy. Làm thứ 3 đúng 3 toàn. Tí rượu. Chả xảy ra xin hút thuốc. Đóng hút thuốc này. Thương nhưng có điều là tính ông cứng rắn bề ngoài. Cái điều ngoài mà hiện lên cái biết ngay. À. Nhìn thấy đâu. Ôi, con làm thế được không? Em đang ngồi đây. Mày giờ để em ngồi ngồi ghế ghế để cho ông về mà. Anh quay về đây, quay về đây. Quá. Ông có gì ông dặn dò các em con thì ông bảo mang các em. Bảo em lương mới lương một tí chúng nó ở xa. Vất vả ông phải bảo ăn các em. Có gì ông bảo các em con thì nó. Có gì ông dặn dò cái chồng nhớ. Nhưng cái bộ xe cấp cứu này để bỏ đi hay để lại. Không phải giữ chứ. Cấp cứu để đấy chứ. Không. Cái này phải để đã. Không không có mày mắng là mày không giữ nghề. Ông ấy mấy cái chạy người đẹp cũng treo chỗ khác rồi. Ông cho treo chỗ khác thì chỉ treo đây còn còn. Đến đây thấy bình thường ngày xưa nó khác. Mấy chạy người đẹp treo chỗ khác. Chiều mấy chạy người đẹp chuyên. Mất nghề. Đi đâu ông xuống gì đấy, ông có làm hành nghề đấy không ạ? Ông hành nghề đấy không ạ? Chuyện ơi là chuyện.